Em chuyên cung cấp các loại tủ đông, tủ mát, tủ trưng bày thực phẩm trong siêu thị và nhận setup từ A tới Z các cửa hàng thực phẩm hoặc là mini shop. Nhân tiện đây em đang bán xả hàng tủ đông của hiệu SK Sumikura, model là SKFS-500C. Đây là dòng tủ đông 500 lít. Tủ đông kính công chuyên trưng bày các loại thực phẩm đông lạnh. Dòng tủ này khá là tiết kiệm điện, nó chạy ga R290 ga đời mới, lóc nhỏ, chạy nhẹ, đĩa ba êm. Với tính năng là tủ đông kháng khuẩn, thì tủ này rất thích hợp cho trưng bày những cái thực phẩm đóng gói hoặc các thực phẩm để trần thì càng tốt. Ngưỡng nhiệt độ từ âm 15 tới âm 18 độ C, dàn lạnh bằng ống đồng 100%, tiêu chuẩn của Nhật Bản. Tủ có 5 rổ bên trong, hai kính cửa lùa có tay nắm. Ngoài thực phẩm ra thì tủ này cũng đạt ở ngưỡng nhiệt độ để trưng bày được các loại kem. Thì có thể là mình bỏ những cái rổ ra và chế những cái khay kem vô bên trong để làm thành tủ kem. Ngoài ra em còn một số dòng sản phẩm to hơn, cao cấp hơn. Hãy đăng ký kênh và để lại số điện thoại để được tư vấn từ A tới Z.